Bộ Tư pháp nước này cho biết, ít nhất 50 người đã bị truy tố vì dính líu đến đường dây hối lộ tuyển sinh đại học trên khắp nước Mỹ. Trong số này có nhiều người thuộc thành phần gia đình giàu có và quyền lực, là giám đốc điều hành các tập đoàn lớn hay là các diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Hollywood. Những người này bị cáo buộc đã chi từ vài nghìn đô la cho tới 6 triệu đô la, tương đương với vài trăm triệu cho đến khoảng 14 tỷ đồng Việt Nam để lo cho con cái, người thân được vào học tại các trường đại học danh giá hàng đầu tại Mỹ như Yale, Stanford, Georgetown hay Đại học Nam California. Theo cáo trạng, hoạt động chạy trường như thế này bắt đầu từ năm 2011 và kéo dài đến nay. Giới chức Mỹ cho hay, điều hành đường dây chạy trường này là một người đàn ông ở bang California. Và trong hầu hết trường hợp, các sinh viên có liên quan đều không hay biết rằng mình trúng tuyển nhờ hành vi hối lộ của phụ huynh hay người thân. Và để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã nối tín hiệu với phóng viên Trường Sơn, thường trú Đại truyền Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Trường Sơn ạ, các trường đại học danh giá ở Mỹ thì thường được cho là có quá trình tuyển sinh rất là chặt chẽ. Vậy các đối tượng đã chạy trường bằng cách nào? Vâng, phía sau tôi đây là trường đại học Georgetown, một trong những cái trường đại học lâu đời và danh giá nhất ở đất nước Mỹ, và cũng là một cái tên trong danh sách các cái trường đại học đã xảy ra hiện tượng chạy trường trong vụ án vừa qua. Các công tố viên của Mỹ thì đã chỉ ra rằng các cái bậc phụ huynh đã trả tiền cho người điều hành, trả cho cái người điều hành đường dây chạy trường ấy, còn được coi là kẻ môi giới, một khoản tiền thỏa thuận trước để mua lấy cái suất vào đại học cho con em của mình. Người môi giới sau đó thì chuyển tiền hối lộ tới thành viên ban phụ trách tuyển sinh hoặc là huấn luyện viên thể thao của các trường đại học. Tại sao lại là các huấn luyện viên? Vì các huấn luyện viên thể thao của các trường sau đó được cho là đã tạo ra các cái bộ hồ sơ giả thể hiện rằng là các thí sinh có tiềm năng về thể thao và như thế sẽ được ưu tiên xét tuyển. Vì chúng ta biết rằng là các trường đại học ở Mỹ luôn dành một số chỉ tiêu tuyển sinh cho các tài năng thể thao, để những cái người này sau khi vào trường đại học thì sẽ tham gia vào phong trào cũng hay là các cái đội tuyển thể thao của trường. Ví như trong đường dây này ấy, thì một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hollywood đã chi ra 500.000 đô la Mỹ để đưa hai con gái của họ vào đội đua thuyền của trường đại học Nam California. Qua đó thì giúp cho hai đứa trẻ trúng tuyển vào trường đại học này, dù thực tế là hai đứa trẻ đó không hề tham gia đội tuyển đua thuyền một chút nào cả. Ngoài ra thì một số thành viên phụ trách tuyển sinh ở các trường đại học cũng bị cáo buộc là đã nhận tiền của người môi giới để can thiệp vào kết quả các bài thi tuyển. Báo chí Mỹ còn cho biết là một số giáo sư từ các trường đại học danh giá nhất của nước Mỹ đã bị cáo buộc nhận hàng triệu đô la Mỹ để thực hiện các hành vi gian lận tuyển sinh như đã nói ở trên. Hiện nay thì Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các mánh khóe hối lộ và lách luật trong đường dây chạy trường nói trên.